gì hết trơn á. Ở bên tôi là chia tay tạm biệt, là ôm nhau đúng thiết vậy. Giờ tới giờ tôi về là tôi ôm chia tay tạm biệt. Tao là hai mày, mày tính ăn thịt đồng loại hả mày? Mày chi mà thấp mà xấu với hai chị đỡ mấy chị em khổ như rồi. Bớt cùng đi. Thấm nè, Thấm biết ước mơ lớn nhất của anh là gì không? Là cưới được Thấm á. Một người xấu nói cá cắn câu, biết câu mà gỡ vui vào lòng biết thuở nào ra. Giờ tôi tiếc dễ sợ. Sao vậy? Bởi vì tôi bỏ thuốc độc vô thì hay biết mấy. Bỏ thuốc độc vô sao anh ăn được? Thôi tôi nhịn ăn, tôi để cho mấy người ăn. Bây giờ chú Tình đòi đi mua xăng đốt chết ông Nghiệp. Gì vậy? Hẹn xuống. Gì vậy? Giật cánh xăng. Cái gì? Anh có sao không? Tôi ngắn nãy anh chọn nó đi rồi. Anh làm cái cổ của anh mà. Giỡn hoài.